liệu vì hết tiền hay vì lời khuyên của Ngân hàng Thế giới? Trong tuần cuối cùng của tháng 5 năm 2019, nhân việc dư luận dùng sự chú ý vào đợt tăng giá điện, giới dân chủ đã tích cực tận dụng chủ đề này để công kích nhà nước Việt Nam. Để làm điều đó, một mặt họ tuyên truyền rằng nhà nước đang dùng việc tăng giá điện để vơ vét tài sản của người dân, rồi dẫn chuyện Chủ tịch tập đoàn EVN Dương Quang Thành hưởng lương 618 triệu đồng mỗi năm, nhưng có hai con du học Mỹ với chi phí 2,5 tỷ đồng mỗi năm để minh họa cho quan điểm này. Mặt khác, họ tuyên truyền rằng nhà nước vừa móc túi vừa bịt miệng dân, rồi minh họa cho quan điểm đó bằng vụ ông Dương Quang Thành nói chỉ có 19 người khiếu nại về giá điện và vụ Bộ Công Thương kiến nghị xử lý những trường hợp đưa tin sai về giá điện để kích động dư luận. Ngoài ra, Đảng Việt Tân tuyên truyền rằng việc tăng giá điện cho thấy ngân sách đã cạn kiệt, chế độ đã bế tắc toàn diện, khiến các quan chức phải tìm mọi cách để vơ vét của người dân. Dương Quỳnh bình luận rằng lẽ ra người Việt Nam phải biểu tình khi giá điện tăng, tương tự phong trào biểu tình phản đối giá xăng tăng ở Pháp. Trong tuần qua, nhiều thành viên và fanpage của Đảng Việt Tân đã đồng loạt lợi dụng vấn đề tăng giá điện để tuyên truyền. Có khả năng họ sẽ tiếp tục khai thác chủ đề này trong những ngày tới. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 4 nhận xét. Thứ nhất, nhà nước Việt Nam không tăng giá điện để móc túi dân, mà để thực hiện lời khuyên của Tổ chức Ngân hàng Thế giới, một tổ chức do quan thầy Mỹ của Đảng Việt Tân thành lập. Thứ hai, việc ông Dương Quang Thành có hai con du học Mỹ không phải là bằng chứng đầy đủ để khẳng định rằng ông mưu lợi bất chính từ tập đoàn EVN. Chỉ cần điểm qua, ta cũng thấy có 5 khả năng khác khiến ông có đủ tiền cho con đi du học. 1. Là con ông được hưởng học bổng nên chi phí để đi du học giảm đi. 2. Ông trả học phí cho con bằng tiền tiết kiệm suốt 30 năm làm việc trong ngành điện. 3. Ông được tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp nằm ngoài tiền lương của mình như tiền vay mượn, tiền thừa kế, thu nhập của vợ, thu nhập từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vân vân. Vì vậy, dù cáo buộc của giới dân chủ là một gợi ý hữu ích giúp dư luận và các cơ quan hữu trách quan tâm hơn đến việc giám sát ông Thành, nó có thể mang tính vu cáo nếu ông Thành thực ra không vi phạm pháp luật. Và dù ông Thành có phạm luật hay không, ta cũng thấy Đảng Việt Tân đang công kích gia đình ông bằng ngôn ngữ của bọn vô học, đầu đường xó chợ, chỉ đem lại sự phá hoại cho đất nước. Thứ ba, việc cố tình đưa tin không đầy đủ, không khách quan về giá điện để kích động dư luận có thể vi phạm Bộ Luật Hình sự 2015, Luật Báo chí 2016 và nhiều văn bản liên quan. Vì vậy, Bộ Công Thương không sai khi kiến nghị xử lý những trường hợp đưa tin sai lệch về giá điện. Không thể đánh đồng những kẻ cố tình đưa tin sai sự thật để kích động với dư luận bức xúc của người dân. Thứ tư, từ hơn 30 năm nay, năm nào các tổ chức cờ vàng cũng tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam đã bế tắc toàn diện do ngân sách cạn kiệt. Việc họ liên tục lặp lại câu nói này trong suốt ngần ấy năm cho thấy họ là một lực lượng dối trá, còn độc giả của họ thì không có trí nhớ.